thưa quý vị liên quan đến hoạt động thỉnh vong giải oán thỉnh oan gia trái chủ tại chùa ba vàng thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đang gây xôn xao dư luận cái tên được nhiều người nhắc đến thời điểm này có lẽ là bà phạm thị yến với những phát ngôn phản cảm thiếu cơ sở khoa học người phụ nữ này đã khiến dư luận không khỏi bức xúc và theo như thông tin mà một số tăng ni chia sẻ sau khi gây bão dư luận thì bà yến đã không còn xuất hiện ở chùa ba vàng theo lời của một số tăng đi, hai ngày qua bà Phạm Thị Yến, người trực tiếp tham gia giảng pháp, vong báo oán, oan gia trái chủ để thu tiền giải nghiệp, đã vắng mặt bất thường ở chùa Ba Vàng. Nhiều người cũng thắc mắc hỏi nhà chùa nhưng không ai trả lời về chuyện này. Trong khi đó, các kênh truyền thông của bà Yến như là Facebook, YouTube, Zalo thì vẫn hoạt động với rất nhiều những clip tuyên truyền về ma quỷ, vong báo oán chia sẻ với báo chí, chị gái của bà Phạm Thị Yến cho biết, bà Yến không có năng lực siêu nhiên, cũng chưa từng gặp tai ương hoặc là hạnh ngộ. Chồng cũ của bà Yến cũng khẳng định, bà này từng tung tin khắp nơi rằng mình bị bệnh nan y, ung thư. Thời điểm còn chung sống với ông, bà Yến thường tuyên truyền chuyện hoang đường về tâm linh. Bà thân ông đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng bà Yến không nghe và cũng chính vì thế cuộc sống gia đình vợ chồng nảy sinh nhiều vấn đề. Bà Yến bỏ nhà lên chùa một thời gian. Đến năm 2017 thì hai người đã ra tòa ly hôn bạn ấy xâm phạm. Theo tìm hiểu của phóng viên chào buổi tối thì bà Phạm Thị Yến năm nay 49 tuổi, nguyên quán ở xã Đồng Tiến, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Bà Yến vốn là một thợ may và sau đó thì chuyển về sinh sống tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cùng với chồng và các con. Khoảng 4 năm trở lại đây thì hoạt động tuyên truyền vong báo oán của bà Yến đang gây rối nội bộ của chùa Ba Vàng. Thậm chí là hồi tháng 5 năm 2018 thì bà Yến từng có phát ngôn gây mất đoàn kết với những người theo tín ngưỡng đạo mẫu. Vâng và cũng liên quan đến vụ việc này thì mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản gửi trụ trì chùa Ba Vàng yêu cầu chấm dứt các hoạt động thỉnh phong, cúng oan gia trái chủ và các hoạt động giảng pháp do Phật tử Phạm Thị Yến thực hiện. Nguyên nhân là các hoạt động này không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Việc tuyên truyền giảng pháp của bà Phạm Thị Yến đã gây ra những bất bình trong dư luận nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn vì thế ubnd tp uông bí yêu cầu chùa ba vàng có biện pháp chấn chỉnh việc giảng pháp của tăng ni phật tử chùa ba vàng